Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì dự lưu hướng dự lưu quả vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả. A La Hán hướng A La Hán quả vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Dự lưu hướng dự lưu quả là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì dự lưu hướng dự lưu quả viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì dự lưu hướng dự lưu quả tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì dự lưu hướng dự lưu quả bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì dự lưu hướng dự lưu quả bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì dự lưu hướng dự lưu quả vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Nhất lai hướng cho đến A La Hán quả vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của nhất lai hướng cho đến A La Hán quả chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì độc giác vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Quả vị độc giác vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì độc giác vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Quả vị độc giác vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì độc giác vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Quả vị độc giác vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì độc giác vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Quả vị độc giác vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì độc giác là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là không. Quả vị độc giác là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là không. Vì độc giác vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Quả vị độc giác vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì độc giác vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Quả vị độc giác vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì độc giác viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Quả vị độc giác viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì độc giác tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Quả vị độc giác tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì độc giác bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ.